bạn đã đến với chương trình tìm hiểu thông tin du học Singapore. Thì Singapore là đất nước có nền giáo dục với hệ thống các trường được xếp hạng cao trên thế giới. Thì các trường này cung cấp cho học sinh một môi trường học tập thực sự lý tưởng với hệ thống giáo dục phong phú, máy móc thiết bị hiện đại hỗ trợ cho giảng dạy và học tập. Thì hôm nay Tân Đại Dương muốn chia sẻ đến với các bạn về Học viện Phát triển Quản lý MDIS. Trường được thành lập từ năm 1956, là tổ chức giáo dục chuyên nghiệp phi lợi nhuận lâu đời nhất tại Singapore. Và hiện nay thì tại MDIS đã có 13.500 sinh viên, trong đó có 9.000 sinh viên là từ Singapore và 4.500 sinh viên là sinh viên quốc tế đến từ 67 quốc gia đang theo học. Thì các chương trình đào tạo chất lượng cao và bằng cấp được công nhận. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tân Đại Dương sẽ giới thiệu đến với các bạn về cử nhân kinh doanh, quản lý, hội nghị và sự kiện. Vậy thì chương trình học và thời gian học như thế nào? Đó là về khóa chứng chỉ chuyên nghiệp quản trị kinh doanh, các bạn sẽ học trong vòng 4 tháng, bao gồm các môn như kỹ năng giao tiếp, nguyên lý tài chính, kế toán, nguyên tắc quản trị kinh doanh. Hoặc là về khóa cao đẳng du lịch thì các bạn sẽ học trong vòng 7 tháng các môn thí dụ như là marketing lữ hành, du lịch và khách sạn, công nghệ thông tin ứng dụng trong hoạt động lữ hành, du lịch và khách sạn, quản trị nhà hàng, kế toán tài chính trong hoạt động lữ hành, du lịch, quản trị truyền thông trong hoạt động giải trí và du lịch. Còn về khóa cử nhân kinh tế, quản lý hội nghị và sự kiện, các bạn sẽ học trong vòng 27 tháng, trong đó bao gồm có 4 đến 6 tháng là các bạn sẽ được đi thực tập. Thì các môn học thì thí dụ như là quan hệ doanh nghiệp trong ngành du lịch và quản lý khách sạn, quản trị dự án, tổ chức hội nghị và sự kiện, đặt đề tài và tổ chức dàn dựng cho hội nghị và sự kiện, quản lý sự kiện, quản lý tiện nghi và rủi ro trong vận hành khách sạn, quản lý tổ chức hội nghị, hội họp và triển lãm, nghiên cứu và phân tích ngành du lịch và quản lý khách sạn, hoặc cũng có thể là về môn học như là kinh doanh và quảng bá trong ngành du lịch và quản lý khách sạn. Thì sau khi tốt nghiệp, các bạn sẽ được cấp bằng của trường đại học Southern Cross của Úc. Đây là một trong 37 trường thuộc hệ thống các trường đào tạo công lập của Úc, được thành lập năm 1970. Thì trường nổi tiếng với bề dày thành tích và nghiên cứu với hơn 25 trung tâm nghiên cứu với rất nhiều khóa học đa dạng. Và bằng cấp của trường thì có giá trị trên toàn cầu và các bạn sẽ dễ dàng tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn của mình. Và khóa học này sẽ đưa các bạn vào vị trí trung tâm của ngành tổ chức sự kiện đang phát triển nhanh chóng hiện nay. Thì sinh viên tốt nghiệp ngành này đã đạt được các kỹ năng và các kiến thức để theo đuổi ngành nghề và quản lý, lập kế hoạch và marketing, các sự kiện của doanh nghiệp, hội nghị và hội họp như là tổ chức festival hay là các sự kiện đặc biệt. Vậy các bạn trẻ năng động cần chần chừ gì mà không tham gia khóa học để sau này có thể tự mình thiết kế một sự kiện, một tour du lịch hay là một festival để góp phần phát triển vào xã hội? Và Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường MDIS tại Việt Nam. Những thắc mắc về học phí, yêu cầu đầu vào của trường, các bạn có thể liên hệ ngay vào số điện thoại 0838484879 hoặc truy cập website tandaiduong.edu.vn. Và các bạn có thể đến ngay với địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 hay là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 và một chi nhánh ở số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang. Hãy đến ngay với chi nhánh gần bạn nhất để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!